Nói chung là đấy, cái quan điểm của tôi, cái market hiện tại nó cứ xem các bạn con đang là bê sàn, bê là một đống sàn, mà nó market nó sẽ điều chỉnh thành khoảng 20% ít nhất, đấy ít nhất 20% nhé, tại vì anh em nhìn thấy đoạn dưới này nó thế, nó cũng khoảng 20%, và tôi đo các nhịp điều chỉnh ấy, các nhịp điều chỉnh trước đấy đều khoảng khoảng đấy, nó có thể hơn nhá. Đây này, như cái đoạn này cũng 20%, đoạn này 20% nhá, 22% này, xong cái đoạn này cũng, đoạn này 20%, đoạn này cũng thế, đoạn này khoảng hơn 20%, đoạn này khoảng 22% này, đoạn này khoảng 22% này, cái trên này cũng thế, khoảng hai mấy phần trăm đây, cũng khoảng 20% đấy. Nói chung là tôi nghĩ nó cũng điều chỉnh tầm đấy, ít nhất là 20%, còn nhiều hơn thì tôi không biết, nhưng mà ít nhất là 20% sau cái ngày SH đen cun ấy đấy, cái ngày đấy khoảng một đấy, nó có thể đăng đăng trước, hai nó có thể đăng sau, nhưng mà cách đấy khoảng trên dưới khoảng 4 5 ngày đấy, nói chung cứ cộng trừ 4 5 ngày cho tôi nhé, em hiểu không, nó có thể đăng trước hoặc đăng sau, trước cái ngày đấy hoặc sau cái ngày SH update. Và các lần trước tôi đo nó cũng, Bitcoin nó cũng băng lên một nhịp hết sau cái đợt Elo 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 khủng đấy. Tại vì sao tôi chỉ tính những con Elo khủng thôi, tại vì nhá, OB cũng Elo cũng, nếu mà tính tổng cái token nó Elo ra, nó không tính, tôi không tính là deck bao nhiêu hay là user được Elo bao nhiêu, mà tôi tính tổng cái token Elo ấy, thì con OB là Elo khoảng nửa tỷ đô, còn ALB thì Elo 1 tỷ đô, còn con Starknet cũng Elo 1 tỷ đô luôn đấy. Tôi chỉ tính những con mà Elo cực khủng trên thị trường thôi, còn những con mà Elo mấy triệu đô, mấy trăm ngàn đô thì tôi không tính được, tại vì mấy con đấy anh, đây là cái lý do tại sao tôi nói những cái đợt Elo khủng ấy thường thường nó sẽ đâm, đây là lý do quyền bấm đầu tôi vừa nói xong đây, anh em có thể đọc lại tại sao, lý do tại sao là cứ Elo khủng xong thì nó đâm, là tại vì cơ bản là như này, anh em như này nhá, anh em được Elo đúng không, anh em được Elo cầm cái tiền đấy, em market nó tăng thì một nhịp, anh em FOMO, anh em cầm cái tiền Elo, anh em mua coin thì nó cho đu đỉnh luôn đấy, kiểu thế. Sau tiền này về nó cầm kiểu nhà cái nó đánh kiểu đấy, nó đánh kiểu là à, cho mày, tao tăng cho mày tiền, mày mua coin tao đăng market xuống cho mày đu đỉnh đấy, kiểu đấy. Và chỉ tính những con mà Elo cùng nhé, kiểu OP này, ARB này, APT này đấy, mấy con mà Elo mà mấy cả cả, nghĩa là tính cái token Elo, nó Elo nghĩa là phân, nó phân bổ Elo ra tính nhân lên cái giá là nó khoảng ít nhất phải trên nửa tỷ đô thì mới gọi là Elo cùng, hiểu không? Đấy, đấy đấy, nên là tôi nghĩ là market hiện tại nó xem tế, và cái livestream lần trước anh em nào sai xem livestream lần trước của tôi nói qua này rồi, giờ tôi nói kỹ hơn. Tại vì anh nhớ anh em hỏi con STLK bán có thấy ok, tôi đang ôm nha, tôi ôm giá 1.9, và kèo đấy là kèo vẫn là kèo lướt thôi, và anh em TP khoảng x2 á, khoảng x2 tôi nghĩ thế, tại vì sao TP x2 thì sáng nay tôi cũng phân tích qua rồi, anh em có đọc cái tin nhắn sáng nay khoảng khoảng 6 giờ sáng nay nhé, anh em kéo lại một tí thì tôi lỡ phải nói lại, kéo lại tin nhắn ở trên nhóm chat khoảng 6 giờ sáng nay nhé, và tôi cũng phân tích qua con SRK khi nó ra token mới rồi đấy, à quên, nó ra cái token domain mới thì khả năng nó vẫn sẽ đẩy sớm, nó đẩy sớm như con ALB vừa nãy tôi nói, nó sẽ tăng sớm một điểm, sát cái ngày nói chung là cái ngày em thấy đã biết đen cung này là ngày 13 tháng 3 đúng không, thì cộng trừ 5 ngày, một là nó thể băng trước 5 ngày, hoặc là hai là thể băng trong 5 ngày đấy, kiểu thế đó, cộng trừ 5 ngày cho tôi nhé. Ừ, đây là này, và này việc có ấy lại, tôi phân tích qua con STLK rồi, nó sẽ đẩy bọn bọn layer 2 mà nó cùng xem với nhau, nó sẽ đẩy đẩy giá, nó đẩy đẩy cái vốn hóa xem cùng nhau đấy, anh em nhìn có thể nhìn thấy cái cây của con OP, con ARB ấy. Ngày xưa con OP nó ra trước đúng không, con ARB ra sau, nhưng mà khi mà đợt tới này con ARB nó unlock token ra 13 à 15 tháng 3 nó unlock token ra ấy, thì nó cũng xem vốn hóa của OP là 4 tỷ đô, còn OP là khoảng 3 tỷ rưỡi, đây là hiện tại con ARB nó chưa unlock ra thì vốn hóa nó bé hơn OP, nhưng mà khi nó unlock ra rồi nó còn to hơn OP cơ, lúc mà unlock ra rồi tôi tính giá hiện tại nhé, tôi tính giá hiện tại nó đi ngang không điều chỉnh gì thì ARB 4 tỷ, còn OP 3 tỷ rưỡi đấy, nó sẽ xem trên tầm đấy, và con Starknet nó cũng để giá xem trên cái tầm đấy, nó sẽ đẩy đẩy cái giá của STLK mà lúc mà ăn lốc ra rồi ấy, là nó sẽ xem trên tầm con OP con ARB, thì tôi so sánh con OP ARB nó khoảng 3 tỷ rưỡi 4 tỷ thì con Starknet này nó cũng thấy nó sẽ đẩy lên tầm đấy. Nói chung là 4 đô anh em chấp nhận được con Starknet, tôi vẫn đã ôm nhé. Và trong cái đám coi Midcap nó về cái bọn Midcap ấy, mà mình mấy anh cũng nhiều, thấy nhiều anh em đang ôm, thì đây nhá, tôi đang bật lại tất cả những con tôi vừa rồi, tôi bật lại tất cả những con mà mid cap, những con mid cap là con như nào, nó như cái con mà nó giống như lobun nó bắt, nó không phải là lây một lây hai, nó phải con nền tảng anh em đó, thì nhá, thì như con pixel này thì tôi đang thấy nó đang ngáo giá, nên tôi bỏ qua nó luôn, anh em nào thích thì chơi nhá, nhưng mà tôi đánh giá con này nó bị ngáo giá tôi không chơi, còn những cái con sai này ARKM này ID meme này
Zito mấy con này là con mid cap, nó bull nó bắt trên Binance, và tôi đang thấy là nó có một đặc điểm chung ấy là vốn hóa đợt vừa rồi ấy, vốn hóa đợt vừa rồi nó đẩy bao nhiêu điểm đẩy thì vốn hóa nó nằm trong khoảng này, nằm trong khoảng 250 đến 350 triệu đô. Còn ART này nó vẫn là mid cap nhưng mà nó sẽ trên trên của mid cap đấy, tại vì nó vẫn nó sao nhỉ, nó là dạng sao nhỉ, nó giống con đi men nhưng mà nó chưa men nét, hiểu không? Nó vẫn tính là con nền tảng nhưng mà tại vì nó chưa men nét nên là bỏ qua nó đi, chỉ tính những cái con mà đây, chỉ tính những con này đổ xuống thôi này, con sai ARGM thử đổ xuống thôi, còn ART nó là con nền tảng ấy, nó là nền tảng ấy, nó giống con DIM ấy nhưng mà nó chưa lên nét, con DIM thì nó lên mainnet rồi, hiểu không? Nhưng con ART nó phải so sánh với con DIM chứ, ART không so sánh được mấy cái con như là ARGM này được, hoặc là ví dụ như blockchain game ấy, blockchain game như con sai này, con ACE thì nó phải so sánh với nhau, nó sẽ to hơn, vốn hóa nó sẽ to hơn được như con Bitcoin này, nhưng mà nó cũng anh thấy nó cũng xem tờ ở cái vốn hóa này thôi, nó cũng đặc điểm chung là đặc điểm chung là market maker nó đẩy lên như nào thì đẩy, nó cũng chỉ được đạt đến cái tầm 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 này thôi, 210 đến 350 triệu đô thôi, nó không thể cao hơn được. Đây nha, bật lại cho anh em qua xem nhé, như con meme coin này, meme coin này nha, cũng hàng hàng lau bun lau bát trên Binance thôi, lau bun đúng không, lau bun đây này, nó nhìn cái vốn hóa không, đây nhìn cái vốn hóa nó cao nhất là 370 triệu đô đấy, nó con nào nó cũng xem hết, như con Zito nhá, Zito này hệ Solana đúng không, đây nó tầm khoảng 250 triệu đô đấy, lúc đỉnh ấy vốn hóa lúc đỉnh là 250 triệu đô, con ARGM nhá. Đấy, nói chung là rất nhiều con đấy, nó cũng khoảng xem khoảng 280 triệu đô, 70 triệu đô đấy, đấy nó cũng xem tầm đấy. Còn Manta đấy, còn Manta thì cá nhân tôi nghĩ là nó tầm này thôi, nó không đẩy đâu, nó chỉ tầm 1 tỷ đô thế này thôi, nó không đẩy cao hơn đâu, tại vì bọn đấy mà đẩy cao hơn thì không được đâu, tôi nghĩ là bọn đấy nó chỉ con đấy nó so sánh ấy, nếu mà so sánh nó là layer 2 nhưng mà tôi vẫn so sánh layer 1 nhé, tại vì nó xem ấy, nó sẽ xem tầm con nào nhỉ, xem tầm con bọn đấy không thể nào mà con Manta không thể nào so sánh được với cả OB ALB đâu, nó biết so sánh với con nào nhưng mà nó ở tầm trung trung như con Matic ấy. Như con Matic ấy. Anh em nhớ con Matic không, con Matic nó là quái cũ thôi đấy. Ừ, fan token anh em cứ mua giải dần ra thôi, dần dần ra mua, nói chung là fan token thì con Santok thì cứ dưới 30 triệu đô thì mua, còn Lazio với con Porto thì dưới 20 triệu đô thì mua vốn hóa, còn ba con fan token đấy nhá, tôi chỉ mua ba con fan token đấy thôi, và thường fan token thì nó sẽ đi ngược Bitcoin, nó không không đâm đâu, và fan token tôi mua từ lâu lắm rồi, tôi mua đúng đáy luôn, mà bây giờ tôi đã nâng ICA dương em không, còn vị thế của anh em như nào, vị thế của anh em bây giờ mua ấy, thì nó sẽ rủi ro hơn tôi, nói chung là phải cân nhắc cái anh chị anh em vào nữa, tại vì fan token tôi nhắc em mua lắm lâu lắm rồi, giờ anh em mới bảo là mua được không thì bây giờ cũng khó, bây giờ tôi mua thì tôi mua từ lâu mẹ rồi, giờ các ông để vào bảo mua thì nó biết trả lời nào đấy, nói chung là cứ tự cân nhắc nhé, fan token ấy nói chung là tôi mua được lâu lắm rồi đấy, tôi mua đúng mẹ đấy luôn, và nhiều con fan token quốc gia tôi x2 x3 mẹ rồi, như con Bồ Đào Nha tôi x2 mẹ rồi, con Italia tôi x2 mẹ rồi, đâu x3 rồi đấy, x2 thì còn con mấy con fan token trên Binance, con Lazio con Santos Porto thì con Santos thì đang x gần x2, còn con Lazio con Porto thì lại khoảng 23% 10% thôi đấy, mà thường thường con Santos nó sẽ đẩy đầu tiên nhá, xong là 2 tiếng đẩy sau, mùa World Cup trước ấy, World Cup 2022 thì nó cũng y xì như này, con Santos nó đẩy trước 2 tiếng đẩy sau, hai con Lazio và con Porto đẩy sau, còn Santos mùa World Cup 2022 anh em bật chạc lại ba con đấy vào năm 2022, cuối năm 2022 có World Cup ấy, anh em bật lên là sẽ biết nó đẩy như nào, thì bây giờ nó cũng đẩy xin thế, anh vừa nói thôi nhưng mà anh quên mẹ anh không record lại rồi anh em ạ, không ạ, anh quên mẹ anh không record lại video rồi, nãy luôn nói sẵn còn mép ra quên không record rồi thế ok như nào, anh em nào là cầm bọn Midcap ấy, Midcap giống như con đây này, trong cái list coin mới nhá, tôi đang chỉ nói coin mới thôi, coin cũ thì tôi không biết, tôi tại vì tôi cũng chưa coin cũ tôi không biết, anh em hỏi tôi coin cũ thì tôi không chơi nên là tôi không biết, không phải là coin cũ nó không bay trước, tôi giải thích rồi, tại vì coin mới dễ chơi hơn thì tôi chơi coin mới cho dễ, coin cũ là kiểu nhiều nhiều con không hợp trend, tất nhiên tôi không bảo là coin cũ không bay nhá, coin cũ nhiều con bay không ngon hơn coin mới, quan trọng là mình phong cách chơi của mình không không thích thế, không thích chơi coin cũ thôi, chứ không phải coin cũ không bay nhá. Đây anh em nhìn có mấy con Midcap ấy, con Midcap trên Labun nó bắt trên Binance thì nó chỉ tầm đấy thôi, anh em cứ nhìn cái vốn hóa mà tầm tầm đấy thì nên chút nào thì khoảng 250 đến 350 nhá, tùy con. 350 là những cái con mà ví dụ như là mấy cái con mà sai với cả ASEAN nó là blockchain game thì nó vốn hóa nó 300 triệu đô là ok, nói chung là tầm đấy thôi anh em nên chốt đi, đừng đừng quá, như hiện tại như tôi thấy ấy, là có con Edu này chưa bay mấy này, con Edu này tỉnh Drive nó siêu, như là đây nó siêu, như là năng tàu, con con gì nữa nhỉ, con Edu này là đấy, con Edu này là đây nó siêu,
Lại đầu còn con MV này tôi đang x2,5 lần. Thì nhưng mà cái vốn hóa nó tôi thấy vẫn còn nhỏ nên tôi vẫn đang giữ. Với lại hình như đang bọn nó đang đồn là mẹ tháng sau Jetcassin ra token nên tôi vẫn đang giữ con này, nó hệ Jetcassin nhá. Con này nên tôi vẫn đang giữ. Còn mấy con này, hai con này nó cũ rồi nên không chơi. Và còn Cyber nữa, Cyber này nó lù mù quá, không biết là vốn hóa nào. Vốn hóa có 100 triệu đô mà trên trên coin market cap thì là 170 triệu đô. Còn trên CoinGecko là 100 triệu đô, không biết chỗ nào đúng, tôi đang tìm hiểu. ART á, tôi nghĩ ART giờ vào rig lắm này. Tôi mua 0.3 lúc tôi côn anh em chẳng mua, giờ cứ hỏi, giờ nó bay mẹ rồi cứ hỏi, giờ tôi không biết trả lời sao. Bây giờ bảo mua thì rig mà nó bay rồi thì mấy ông lại bảo là mẹ nó vẫn bay không bỏ mua. Đấy, đấy cơ bản là thế thôi. Nên là nói chung là cái đoạn này là bạn tôi cá nhân tôi đoán là sóng cuối, đang nói cái ngắn hạn nhá, đang ngắn hạn 1 2 tháng 3 tháng tiếp theo ấy, là từ giờ đến halving chẳng hạn thì market nó sẽ như thế, chứ không tôi không nói là market đoạn này là đỉnh của chu kỳ, mà về dài hạn đỉnh của chu kỳ nó cuối năm 2025 cơ. Anh em nào xem video cách livestream lần trước tôi nói về chu kỳ Bitcoin thứ rồi đấy, nó sẽ đi theo chu kỳ 4 năm thôi, nó vẫn sẽ đi theo chu kỳ 4 năm halving thôi. Và đoạn năm nay là năm bản lề cho em, năm 2024 này năm bản lề cho em. Đấy con SRK anh vừa nói xong, bây giờ nói lại. Con SRK nó ra token nó mới mới nên là anh đoán khả năng là livestream lần trước anh, tại vì nó token nó mới cũ luôn, thì livestream lần trước anh bảo là nó chỉ tăng được khoảng 50% thôi, nhưng mà livestream từ 2 giờ em ạ. Anh nói quên mẹ không record rồi anh em ạ. Nãy nói vã một em quên mẹ không record rồi. Fan token á, fan token nó như này. Fan token đợi đi để chụp ảnh cho cái này. Đỡ phải nói lại đây nhá, đây hai anh em đọc này để chụp ảnh cho đỡ, thì tôi đỡ phải nói nhá, cái này nó cả teaming cả đang cái chỗ này đang nói về fan token nhá, anh em đọc lại này thì tôi đỡ phải nói đây. Hôm lâu có ông anh cũng hỏi hỏi tôi fan token đấy, anh em đọc này dễ hình dung nhá. Hoặc anh em bật chạc lại ba con này là ba con low pass trên Binance, hiểu không? Hàng của CZ, ba con này là hàng của CZ, nó đứng sau thì CZ dầu nó pom đâm mới sướng. Ba con này lần trước quan cấp nó cũng pom đâm rất là mạnh luôn, ba con mình tính ít mấy lần luôn, ít tôi đâu nhớ, ít ít 4 x 5 lần thì đấy, tính đấy là ít 4 x 5 lần đi. Còn bây giờ nó đã pom lên một nhịp nhẹ rồi. Nói chung là anh em bật cái chart của ba cái con này lên ở năm 2022, cuối năm 2022 anh xem ngay sẽ hình dung được ra. Anh em cứ tính ngày ấy, tính ngày tháng ấy. Và tôi đã ghi ngày tháng sẵn lên rồi nhé. Này, có sàn tốt thì khoảng 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 khi nào là nó đỉnh rồi ấy, khoảng khoảng thôi nhé, không thể chính xác được ngày tháng đâu. Con sàn tốt nó đẩy trước và con ra Lavio có tôn đẩy sau. Chốt thì phải chốt trước euro nhá, đừng có chốt sau euro còn đến nhịp luôn, chốt phải chốt trước. Con Elu đang long anh em ạ. Elu thì nó siêu nên là mẹ nặng tàu máy nó bay gì cả. Mấy tôi hôm qua tôi xem cái clip coi mới nha, có con Edu này là con nặng nặng mông nhất, mới tăng x hơn 2 lần từ đấy thôi, hơn 2 lần một tí. Thì hôm qua đêm qua nó cũng tăng một nhịp. Nói chung là con này nặng nặng đi thật, trong trong đống mới có mỗi con này là chưa băm, thì đang mua con này. Con tôi đang ôm con này này, con đang Edu, con Edu là một nhá, ACE là hai, MAV thì tôi x hơn 2 lần rồi nhá. Còn con Edu chưa bay mấy, con ACE cũng chưa bay mấy. Tôi bán sai nhá, bán sai mua sang ACE rồi, tại vì con sai tôi thấy vốn hóa lên 370 triệu đô rồi mà con ACE nó có hơn 200 triệu đô thôi, thì đang swap sang ACE. Thì nếu mà cá nhân anh em muốn lướt được ấy, lướt được tầm này nhá, đánh lướt sóng thôi đừng có hâu nhá, đang nói rồi đấy. Con ACE có thể lướt được này, con Edu lướt được này, con gì nữa nhỉ, con cyber thì nó lù mù quá, tôi không biết con cyber này không hiểu sao vốn hóa có 100 triệu sao rẻ thế, không hiểu sao vốn hóa có 100 triệu. Anh em nào biết nguồn chính xác con cyber này vốn hóa là bao nhiêu ấy thì bảo tôi nhé, tôi thấy chắc mỗi nơi mỗi nguồn một nguồn là một vốn hóa, nếu biết vốn hóa là bao nhiêu. Con cyber này tôi vẫn ôm nhưng mà tôi thấy nó ảo ảo kiểu gì, mà con cyber này cũng mẹ cũng ra được rất nhiều vốn mà con này nó băng mẹ mất một nhịp lên rồi nên là cũng không thích lắm. Đấy đang ôm mấy con đấy, con đâu còn có gì à, tôi xem tôi nhớ tôi ôm nhiều con lắm. Ừ. Máy đưa nhà thôi. Được rồi đấy. Đấy,
Edu mấy còn mấy con này còn từng này con nhá. À, sai thì bán rồi, để tôi edit đi. Có sai thì bán rồi nhá. Đấy, còn mấy con này con TKO này tôi đãi khoảng gần ít hai tôi mua 0.3, bây giờ nó 0 chấm ở nó về thì lại là khoảng 50%, nó bây giờ nó khoảng 0.4 mấy. TKO này ra nó cũng siêu nên tôi mua. Tôi chả tìm hiểu gì. Con này là có sàn của Indo. Đây nó siêu thì tôi múc thôi. Thế thôi. Nói chung là anh em nào cầm bọn big cap ấy thì nhớ là vốn hóa lên 250 triệu đến 350 triệu thì chốt đi tùy từng con. Ok, còn con bọn con STRK thì khoảng 4 đô. Và anh em cứ căn căn cái tầm ETH đã biết thì nên chạy. Đừng ôm nữa. Ngắn hạn là thế. Còn dài hạn thì chắc chắn thì Bitcoin 100.000 là chắc rồi, nhưng mà 2025 thì cuối 2025 100.000 là bình thường rồi, nhưng mà đang nói ngắn hạn thôi. Con đoạn này tôi đánh là đều đánh lướt hết, tôi mới nói tôi nói thôi gì nữa, đoạn này tôi sẽ out hết. Đây là nhanh anh em nào chưa đọc thì đọc lại, đọc lại cái bài này của tôi này, là cái anh em xem em hình như không follow kỹ nào cứ hỏi em, nói chung là anh em do em follow ai thì follow kỹ kỹ tí, hoặc là bỏ bớt mấy cái nhóm linh tinh đi, giờ cứ ngồi chơi linh tinh theo mấy cái nhóm ấy. Ví dụ như nhóm mà phân tích kỹ thuật tôi không không chê là phân tích kỹ thuật ấy là nó không kiếm được tiền đâu, nhưng mà nói về phân tích kỹ thuật ấy là để mà dùng mỗi phân tích kỹ thuật thôi để mà mua một con nào đấy để mà gồng lãi kiểu gồng lãi ít 10 lần phân tích kỹ thuật không gồng lãi đâu, khẳng định luôn. Mình phải phân tích được cái nội tại của dự án đấy thì mình mới gồng lãi được. Nhưng con WD tự nhiên không phải tự nhiên tôi bảo nó ít người mà nó đã gần ít người rồi và tôi gồng lãi được, mình phải phân tích được nội tại của dự án thì mình mới có niềm tin mà gồng chứ. Anh em phải biết lý do tại sao nó con WD nó ở 1 đô và nó có thể lên được 10 đô, hiểu chưa? Thì anh em mới gồng lãi được chứ, ngồi phân tích kỹ thuật thì làm sao mà gồng lãi lên 10 đô, lên khoảng 20 30% anh em chốt hết mẹ rồi, làm sao mà gồng được. Nói chung để đánh lướt thì anh em phân tích kỹ thuật ok, nhưng mà để mà thâu một con nào đấy thì anh em phải phân tích nội tại của nó, là phân tích nhiều thứ. Anh em cứ đọc bài phân tích W của tôi ấy, và phải kết hợp với lại cái mình quan trọng nhất trước khi phân tích một con nào đấy, quan trọng nhất ấy, vẫn là phải biết mình đang ở giai đoạn nào của thị trường. Ví dụ như ở đoạn sát sát Han Vinh này là cái đoạn sóng tăng thì anh em vào lướt được, sau Han Vinh thì nó sẽ điều chỉnh chẳng hạn, thì anh em đừng có nhảy vào vào đấy. Đấy, cái này tôi nói bao nhiêu lần rồi, anh em phải phân tích được, phải phải tìm hiểu cái chu kỳ Bitcoin thì anh em biết mới biết được mình ở giai đoạn nào thị trường đấy. Em đọc bài này đây tôi còn mấy con này, đoạn này tôi đánh lướt thôi, đến 13 tháng 3 xin thêm cách cộng trừ 5 ngày đúng không, vừa nãy tôi cũng nói rồi cộng trừ 5 ngày cái đoạn mà SH đen đen phun ấy. Ui, hiện nay đông người xem hết, 40 mấy người xem này, nay tôi đã không record lại rồi anh em ạ, nay tự nhiên đông người xem hết. Đúng rồi, anh em phải bỏ bớt mấy cái nhóm linh tinh đi mà theo dõi. Đoạn 25 up trend đến nơi rồi còn đi ngồi đánh lướt lướt ăn 10% với 20% bỏ đi nhá. Giờ còn ăn ngày xưa đau chen thì ăn ok ăn 10-20%, giờ up trend đi đít rồi, giờ up trend đi đít rồi còn cứ ngồi đi đánh lướt lướt ăn 5-10% thì ăn thì còn là đánh future trò đấy, ngồi đánh future trò đi đi đánh future trò đánh quanh quanh nó suy diễn thì hết. Còn lúc mình tôi không biết, còn lúc này nó làm NFT giống con Blue ấy, nhưng mà nói rồi tôi không, cái phong cách chơi của tôi không chơi con cũ, nên là anh em cứ hỏi cũ thì tôi cho biết đâu. Tôi thích chơi con mới nó dễ chơi, mình nhìn được tokenomics mình hiểu được cái khi nào nó cái đường giá của nó như nào, hiểu không? Mình nhìn cái tokenomics phát là mình sẽ hình dung được cả cái market maker của con này nó sẽ đẩy giá như nào, mình dự đoán được ấy. Còn con coi cũ thì nhìn vào tokenomics nó chả nên gì cả, tại vì nó ăn lốc hết mẹ coi rồi thì làm sao mà mình đoán được nó sẽ đẩy giá như nào. Chỉ cho em nghe như này nhé, phân tích một dự án mà nó kiếm được lợi nhuận, ví dụ cho anh em dễ hiểu luôn đấy, như này. Ví dụ đây là tôi nói ở những cái năm uptrend, những năm downtrend thì nó sẽ khác. Những cái năm uptrend 2024, 2025 là năm uptrend thì nó bọn bọn làm dự án ấy nó kiếm lợi nhuận được ấy là như này. Ví dụ tôi bật một con ví dụ bật con WD, tôi phân tích, tôi nhìn tôi cái của nó thì tôi sẽ đoán được nó sẽ đẩy giá như nào đúng không? Đây ví dụ luôn cho anh em dựa vào cái con này anh em có thể phân tích được các con khác. Đó. Và tí nữa tôi phân tích một con tokenomics nó xấu, còn Blue tí nữa tôi phân tích lại cho anh em. Máy đưa của anh ạ, chứ giờ. Để tôi bắt tắt tắt bớt đi nó đưa quá. Em đợi tí nhá. Để tôi
Với lại cái máy nó đưa quá. Mẹ này tuy nhiên đông người xem thế. Mỗi khi khoảng có 30 người thôi. Này đông thế. Quý mẹ nó video này tôi đoạn đầu tôi đang record nhưng mà đoạn đầu tôi để nó record mất rồi nhỉ. Ô, anh livestream bằng Mac đấy, MacBook đấy mà đéo hiểu sao đơn thế. Chả hiểu. Đang dùng Mac đấy chứ. Nói tiếp nhá. Gì nhỉ? Đang nói là đang nói đoạn là bây giờ một dự án nó muốn kiếm tiền ấy, đang nói con mới nhá, đừng không nói con cũ, nói đấy. Là ví dụ nhá. Nhìn nhìn con W đây này là token nó đẹp đúng không? Nó phải lạm phát là rất ít. Nên là nó ở thuộc lạng dạng là khi mà nó lạm phát ít ấy, thì ra đầu ấy, nó lý phản nó sẽ đâm 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 nhẹ xuống thôi, nó không thể đâm đâm mạnh xuống được. Anh em hiểu không? Nghĩa là cùng lắm ví dụ một con token nó không bị lạm phát ấy. Nó bạn lạm phát và nó lạm phát ít thì nó chỉ chia 2, chia 3, chia 4, chia 5 lần là tăng đét thôi. Còn những cái con nào token nó xấu ấy thì nó sẽ có thể chia 10 lần. Nó ở thời điểm đầu nhá. Lúc đi sàn ấy đang nói là 5 uptrend cũng là 25. Còn 5 downtrend thì bọn nó xả được hết, nó chỉ đi sàn để xả thôi. Ví dụ như phân tích đặt con đã được đây này, mình nhìn được là tháng 7 nó unlock token cho quỹ với cả team đúng không? Thường thường bọn nó kiếm lợi nhuận như này, trước khi unlock cho quỹ và team ấy, bọn nó sẽ đẩy giá lên một nhịp. Bọn nó sẽ đẩy đẩy giá lên một nhịp ấy và bọn nó lúc bọn nó xả hàng xong nhá. Nghĩa là tháng 7 unlock thì nó sẽ đẩy trước tháng 7. Unlock cho quỹ cho team ấy, nó đẩy trước nó đẩy một nhịp để nó tạo một cái quỹ để nó duy trì dự án đấy, nó kiếm được tiền một đống tiền rồi để nó cầm cái tiền đấy nó duy trì dự án tiếp đúng không? Và khi nào uptrend 2025 ấy nó sẽ đẩy rất là mạnh luôn. Khi nó có cái quỹ rồi và 2025 2024 2025 nó được unlock token cho quỹ cho team rồi thì quỹ với team ấy nó chung tay với nhau, nó bắt tay với nhau, nó đẩy con đấy lên x có thể x 20 x 30 x 40 x 100 luôn, kiểu thế. Còn trước trước cái còn cái ở năm 2024 ấy mà trước khi nó unlock cho từng token cho quỹ cho team ấy thì nó sẽ đẩy giá khoảng x 10 x 5 x 10 là các đét thôi, kiểu vậy. Để nó lấy tiền nó có tiền á, nó có tiền để nó còn duy trì cái dự án đấy chứ, anh em hiểu không? Cái đoạn đầu ấy, đoạn đầu ở năm 2024 nó đẩy giá một nhịp lên để nó tạo quỹ của cái dự án đấy đã. Còn khi nào còn những cái con mà nó unlock khi mà unlock token cho quỹ với team xong ấy thì cái token đấy, cái token mà nó unlock cho quỹ với team ấy thì nó để dành để 2025 ấy nó mới đẩy. Anh em hiểu không? 2025 nó uptrend mạnh thì nó phải đẩy một phát tích thật to lên, tích cả mấy chục lần mấy trăm lần lên. Hiểu không? Đấy, mô típ của nó tương tự con nào cũng thế, nó cũng tương tự như thế. Anh em cứ bật lại như con ABT nhá. Nó pump một lần rồi, đúng không? Anh em nhìn con ABD nó pump một lần đâu nó có pump tiếp. Con đấy 2025 nó mới pump. Nó mới pump tiếp tại vì nó đẩy nó mẹ mất nhịp rồi. Và vì vì nó đẩy một nhịp rồi nó tạo được quỹ rồi thì nó duy trì được dự án. Anh hiểu không? Còn 2025 lúc đấy nó có token nó ăn được unlock token cho quỹ cho team nhiều rồi thì bọn nó chung tay nhau bọn nó mới đẩy lên. Con nào mô típ con mới con nào cũng thế hết. Nó cũng 2024 2025 nó unlock cho quỹ cho team là xịn nhá. Những con nào mà cứ unlock cho quỹ cho team ở năm cuối năm 2024 và cuối năm 2025 ấy à, và trong 2025 ấy là có xịn. Tại lúc đấy bọn nó mới có động lực của nó đẩy đẩy lên cho mình à, đẩy lên bọn để bọn nó lấy thanh khoản cho là tại vì 2025 mới up trend thì nó phải đẩy được ít mấy chục lần lên đấy, hiểu không? Đấy, nhìn vào tôi mình sẽ dự đoán được như nào chứ mình không thể nào biết được à nó sẽ xuống bao nhiêu, nhưng mà mình xem được mình kết hợp được nhiều thứ ấy, mình kết hợp vốn hóa. Ví dụ như con WD này nó gọi vốn được 250 triệu đô thì mà vốn hóa có 100 triệu đô thì là quá rẻ rồi, múc thôi kiểu đấy. Chứ mình cũng không đoán được là nó sẽ xuống đâu nhưng mà mình định giá được cái dự án ấy nó rẻ. Gọi vốn 250 triệu đô mà vốn hóa có 100 triệu đô thì quá rẻ. Xong là có CEO của anh, CEO làm KOL to. Cái KOL là Sam Altman OpenAI. Đấy, kiểu đấy tôi thích chơi mấy con mà có KOL đứng sau ấy. Ví dụ như hôm nay hôm trước tôi nói rồi, BNB này có CZ này. Solana có Samsung, đấy, có mấy cái thằng đứng sau ấy nó là KOL. Con STM thì có Andreessen Horowitz, Bùi Tài Phai đấy, đấy toàn những KOL to thì nó support nó. Thì nó không sợ bị nó xịn ý, kiểu như là nó không sợ bị delete, không sợ bị sàn nó. Đại khái là có mấy cây KOL như thế thì nó không thể scam mình được. Anh em hiểu không? Mẹ nói tôi nói không biết anh em hiểu không. Mô típ kiếm tiền của bọn nó thường thường là thế thôi, còn lại mấy cái sản phẩm của bọn nó hầu như là bánh vẽ, không áp dụng vào thực tế. Gì nhỉ? Đang bảo gì? Chắc hết rồi nhỉ? Anh em có hỏi gì hỏi đi. Đúng rồi, so sánh dự án khác thôi. Ví dụ như là đấy, anh toàn so sánh với dự án khác thôi.
Đấy kiểu vậy. Anh cứ đi so sánh những con mà nó băm rồi ấy. Cứ so sánh những con nó băm rồi thì mình đến cái khoảng đấy mình chốt thôi. Mình bật lại những con mà nó băm rồi thì mình nhìn vào đấy mình thấy mình như hôm đâu cái tip cho là con W ở đây của anh cũng dựa vào con khác mà. Đúng không? Thì mình cứ dựa vào con khác xem nó chạy như nào. Thì mình dựa vào đấy là mình chốt lời thôi. Mẹ StatMate phân tích rồi. Anh em đọc lại đoạn này nhá. Anh em đang hỏi StatMate thì đâu? Việt chống lại anh cái Việt này. Vì còn còn xem không người này chống lại anh ấy. Mẹ Quỳnh mẹ rồi. Sáng nay vừa phân tích xong Quỳnh giờ bắt tụi nó lại vừa nãy nói một lần. Đâu nhỉ? Đây nhá, đây là đoạn này. Em đọc đoạn này đổi đi sáng nay tôi cũng phân tích lại con sân này đấy. Đại khái là TP khoảng x2 lần nhá, khoảng 4 đô anh không? Thì anh em đi chút đi. Máy livestream nó đơ quá. Đấy, anh em đọc lại nhé. Bạn Đa Ve này thấy livestream hầu livestream nào cũng xem mà. Nói chung là những cái gì nhỉ? Những cái này tôi đã nói qua ở những livestream lần trước rồi. Anh em cứ xem lại livestream lần trước để hiểu được cách tôi phân tích. Ví dụ bây giờ mình phân tích được một phân tích cái dự án nào mà có tôn nó bị lạm phát nhé, như con Blue ấy nó bị lạm phát quá tôi không mua. Tại vì sao là như này á, tại vì con Blue này nó eo rất nhiều luôn nên là nó lạm phát lắm, nên là anh em cứ nhìn thấy con Blue này nó chạc nó chim chim người mà không, lần trước tôi nói đây con này chạc chim người nhưng tôi mới bảo là nó không, không ngon là không phải nó không bay mà nó rất nó, sau này nó sẽ bay nhưng mà nó bị chim người, đoạn đầu nó bị chim người mình không có tiền mà mình đi xây được. Ví dụ như con tôi nó mic đẹp thì mình ok mình có tiền mình ví dụ mình mua ở chia hai thì cũng lắm chia hai phát nữa thôi, còn những con mà chia 10 này mình không có tiền mà đi chơi được. Nói chung là anh phân tích về về quan trọng nhất là cái chủ ý Bitcoin này, còn mấy cái khác ấy, nó chỉ chiếm khoảng 30% thôi, còn 70% này là anh phân tích về cái chu kỳ Bitcoin chứ anh mấy cái khác còn anh không quan tâm đâu. Trước khi phân tích một dự án nào đấy và mua đặt xuống tiền mua ấy, là phải dựa vào chu kỳ Bitcoin để mình biết mình đang nằm nằm trong giai đoạn nào của thị trường, mình đang nằm trong giai đoạn mà thị trường nó tăng giá ấy, thì hầu như mình mua cái nào cũng cũng ăn đúng không, nhưng mà khi nào thị trường nó đang ở giai đoạn giảm giá thì không thể nào mà cùng lắm có con nó ngược sóng thôi chứ không thể nào mà tình hình chung cả thị trường nó tăng lên được. Và phân tích làm sao để mình biết được mình đã ở giai đoạn nào thị trường thì phải nhìn vào chu kỳ Bitcoin chứ đừng có những phân tích kỹ thuật phân tích vĩ mô hay phân tích gì mấy cái đấy không đủ đâu, khẳng định luôn. Đấy, ví dụ con Blue này nó chưa 10 mẹ rồi thì tôi nó lạm phát như thế nó bị chưa 10 ấy thì nó trước tôi nói là nó không, không không thể nào mà nó bay sớm được thì tôi không thích. Tôi thích những con nào nó bay sớm sớm tí và nó không bị chia nó không bị đi hàng lâu quá. Những con bị đi hàng như này nó chưa 10 như này mình không có tiền rồi mình đi xây mình nó chưa 10 mình cắt lỗ mẹ đi. Nhưng SHV kép thì anh phân tích con SHV kép này chắc 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 một tí lần rồi ở livestream lần trước anh em xem lại nhá. Nói chung là con ETH này có thể x 100 lần từ đáy nhưng mà ở 2025 cơ anh em nhìn thấy cứ bật trái con ETC ra. Ngày xưa năm 2017 đi tôi là dân đào coin nên tôi rất hiểu con ETH với kép này nó y xì những ETC ấy và nó đi hàng rất là lâu. 20 uptrend 2025 thì nó phải đẩy một phát x 100 lên luôn, còn đoạn này nó chỉ đẩy x 2 x 3 lên lần lên là xong lại đâm xuống thôi, không thể nào mà nó x một phát x 10 lần cho anh em chốt lời đâu, khẳng định luôn con ETH với kép này. Nói chung là đoạn này con ETF thì tôi vẫn đang giữ nhưng mà tôi chưa là tôi chuẩn bị chốt lời là tôi nghĩ con này nó không tăng nữa đâu. ETF này cũng lắm nó tăng được 50% nữa là cũng thôi. Anh em cứ bật chặt con ETC ra nó sẽ y xì như thế. Anh em cứ bật chặt nhá. Bây giờ anh em phân tích như này này. Phân tích về cái chu kỳ của Bitcoin ấy, thì anh em cứ trừ trừ đi. Đang nói lại cái làm sao để mình biết mình ở giai đoạn nào thị trường thì anh em phải trừ đi. Tại chu kỳ 4 năm của Bitcoin thì anh em cứ trừ đi số 4. Ví dụ năm năm nay là năm 20 năm nay là 2024 đúng không? 2024 trừ đi 4 bằng 2020 không ạ? 2020 trừ đi 4 bằng 2016 đúng không? Thì anh em bật lại cái năm 2020 2016 xem cái đường giá của Bitcoin như nào. Nếu mà nó tăng giá ở khoảng thời gian nào thì anh em để vào em chơi, còn nó giảm giá ở khoảng thời gian nào thì anh em đứng chơi. Đấy kiểu thế. Thì tôi phân tích cũng thế thôi, tôi bật lại năm 2020 và 2016 xem Bitcoin như nào. Hiểu không? Đấy, cứ bật lại năm 20 với 2016 thì tôi thấy như năm 2020 nhá. Đây là năm 2020 này, cái đoạn năm 2020 là đây đúng không, là Bitcoin tăng lên một nhịp này và tôi xem Dominant Bitcoin BTC.D nó cũng giảm nên Altcoin tăng đấy, em hiểu không?
đấy, 2020 nó cũng trước halving nó cũng bay một nhịp này, 2016 tôi không thấy thế, thì tôi nhảy vào tôi đoạn đấy tôi chơi thôi, còn lại đoạn sau tôi không chơi. 2016 được tăng đợi tí kéo 2016 đây, nó ở đoạn này 2016 năm 2016 này được tăng ở đây này, đây nó rơi đoạn này đây, halving nó tầm đây, halving nó tầm khoảng khoảng này 2016 khoảng tháng 7 2016 đây, nó cũng băm rất là mạnh lên một nhịp này, thì mình vào mình mua trước đấy đi, mình mua trước đấy trước halving đây, nó băm nó khoảng đây này, tháng 9 như 2016 thì tháng 9 nó bắt đầu băm thì mình nhảy vào tháng 9 mình lại thì 2024 tháng 9 như này nhá, anh em nhìn nhá, nhìn cái ngày tháng ở dưới này, ở đây nó khoảng tháng 9 tháng 10 năm 2015 là nó bắt đầu nó băng lên đúng không, nó tạo đáy mà nó bắt đầu nó băng lên đúng không, thì mình trừ đi tháng 9 2010 à quên, mình cộng thêm chứ, tháng 9 2016 cộng thêm 4 thì nó sẽ bằng tháng 9 năm 2020 cộng thêm 4 nữa, nó bằng tháng 9 năm 2020 nhỉ, 24 đấy à quên 23 nhỉ, đây là 2015 chứ quên, đây anh em nhìn lại nhá, ngày tháng này, ngày tháng là 2015 đúng không? Tháng 9 2015 đúng không? Chứ này 2015, tôi có nhầm. Cái này 2019, 2023. Đấy, thì anh em để băng chơi, anh em book xong anh chờ, chờ đến tháng 2 tháng 3 năm sau anh em nhìn đấy nhá. Đấy. Nó khoảng mấy tháng, tăng khoảng mấy tháng. Xem market nó tăng khoảng mấy tháng. Xong là xem cả cái halving của nó 5 năm ở đoạn nào nữa thì anh em để vào anh em biết được à mình đang ở giai đoạn tăng giá thì mình nhờ mình chơi thôi. Còn sau halving thì tôi thấy nó đâm này. Nên tôi không chơi. Và năm 2020 nó có cái Covid-19 này, nó cũng rơi vào tháng 3 nhá. Đó, anh em nhìn ngày tháng này mùng 6 tháng 3 năm 2020. Đấy, mùng 6 tháng 3 năm 2020 market nó sẽ đảo chiều nhé. Thì tôi nghĩ năm nay cũng thế. Đấy, tôi tin vào chu kỳ Bitcoin và tôi phân tích theo chu kỳ Bitcoin là để mình biết là năm mình đang nằm ở giai đoạn thị trường thì mình mới nhảy vào mình chơi ăn thôi, chứ không phải lúc nào tôi nhảy vào tôi chơi ăn thôi. Đấy, đơn giản thế thôi. Quan trọng nhất là cái đấy mà mình lúc khi nào mình xác định được cái khi nào mình mua rồi ấy, thì mình mới phân tích cái dự án sau. Ví dụ như là tháng 9 năm 2023 tôi biết là lúc đấy nó đáy rồi đúng không? Thì mình nhảy vào mình chơi và mình tìm dự án ngon mình chơi và trong cái đám con mới mà lít sàn rồi thì có con ba con đang tăng mạnh nhất là con tia là một x 10 nhá, xây cũng x 10 con WD thì nó x 9 lần rồi thì tôi đang chọn là con WD là một trong những con tăng mạnh nhất và tôi đang chốt lời gần đỉnh luôn. Nói chung là tôi phong cách của tôi chơi là như thế chứ không kiểu phong cách của tôi chơi không phải là kiểu tôi đi chơi Bitcoin ETF mà phong cách của tôi chơi là rất là hay return luôn, nghĩa là tìm được con ngon là một phát là ok luôn chứ không phải là đi chơi kiểu mù quáng lanh quanh đâu. Đấy, cách tôi chơi là thế, tôi tìm được là khoảng thời gian có thể là nó sẽ tăng giá và tôi nhảy vào tôi chơi và tìm được giá thực sự ngon mình vào ok luôn, xong ăn được đủ TP là mình té luôn. Và là mình nhìn được cái khoảng thời gian đấy, ví dụ như năm 2020 nó có tháng 3 nó có Covid-19 đấy đúng không? Như này, 2020 nó có Covid-19 ở đoạn này, nó rơi vào tháng 3 năm 2020 thì tôi cộng thêm 4, nó rơi vào tháng 3 năm 2024 thì tôi nghĩ là ở trong tháng 3 năm 2024 nó sẽ có một sự kiện gì đấy, nó làm Bitcoin nó đâm, thị trường nó đâm thì tôi chạy và tôi kết hợp với nhiều thứ nữa. Đấy, như vừa nãy tôi nói rồi đây là sau những phát kèo lúc mạnh thì market đều điều chỉnh ít nhất 20% và thêm một cái nữa là chu kỳ Bitcoin ấy, em trừ đi 4 2024 tháng 3 năm 2024 trừ đi 4 ra tháng 3 năm 2020 thì tháng 3 năm 2020 như nào thì nó có Covid-19 nó bị đăng thôi. Thì tôi không khẳng định là nó có thiên nga đen ở 2024 không, nhưng mà cứ chạy trước cho chắc, tại vì tôi ăn được con WD tôi khá ngon rồi. Đấy, kiểu thế. Cách chơi của tôi là như thế, còn không phải là nói chung là mỗi người một cách chơi đúng không? Đây là anh em tham khảo, anh em thấy cách chơi của tôi ok thì anh em tham khảo kiểu vậy. Còn em anh thích đánh lướt hoặc gì thì tùy anh em thôi, cách chơi tôi là thế, tôi không phân tích kỹ thuật nhiều đâu, đại khái tôi biết phân tích kỹ thuật thôi chứ để mà giỏi thì tôi không giỏi đâu, không giỏi phân tích kỹ thuật đâu, tại tôi cũng học qua vậy, anh em hỏi tôi phân tích của tôi chịu, ngày xưa cũng học phân tích kỹ thuật nhưng mà cuối cùng cũng chả áp dụng được cái gì, mình bị không cầm lời ấy. Nói chung là muốn tìm được dự án ngon mình phải phân tích một là phân tích được kiểu như là cái nội tại của nó như nào thì mình mới ấy được, mình mới và mà quan trọng nhất là tôi cần mic. Em nhìn cái tokenomics mình có thể đoán được đường giá nó. Nói chung là ai đánh chiêu trò thì nên học phân tích kỹ thuật. Còn ai mà chơi giao hay chơi sport ấy thì phân tích kỹ thuật nó chỉ chiếm khoảng, cá nhân tôi đối với tôi phân tích kỹ thuật ấy nó chỉ chiếm khoảng 10% thôi. Trong khi mà phân tích dự án ấy thì phân tích kỹ thuật chỉ chiếm 10% trong cái cách tôi phân tích thôi. Và cái quan trọng nhất là vẫn là vừa nãy tôi nói là mình đang ở giai đoạn là thị trường thì mình chơi. Cái đấy là quan trọng nhất và cái thứ hai là cái tokenomics. Anh em nhìn được, anh hiểu được tokenomics của nó thì anh em sẽ hiểu được market maker nó sẽ lái giá như nào. Tất nhiên là mình chỉ biết là lái ra khoảng như nào thôi. Đấy. Mình định giá được dự án
chơi nhiều thì mới định giá được dự án. Anh em tham gia thị trường lâu thì mình mới định giá tự định. Lúc nó lên sàn phát mình đã định giá được dự án này nó khoảng khoảng như nào rồi, hiểu không? Cách định giá thì anh em cứ so sánh con các con khác mà nó lên sàn rồi. Đấy, ví dụ như là OB, ví dụ con Sermen này nó lên sàn rồi đúng không? Thì mình so sánh với OB, ARB. Đấy. Con Manta lên sàn rồi nhưng mà con Manta nó nửa được nửa cái quá nên là không thể nào so sánh với con OB, ARB được. Còn đấy thì so sánh với bọn cùng lắm còn đấy so sánh với con Metis thôi. Nó layer 2 thì so sánh với con Metis ok. Con Metis là có mẹ của tỷ phú Vitalik Buterin ấy. Đấy, nó có đấy so sánh với con đấy ok hơn chứ không so sánh được OB, ARB, OB, ARB nó đẳng cấp hơn. Chứ sao hơn. Đấy, Starnet thì so sánh với bọn đấy. Vừa nãy thì anh em đọc cách phân tích này nhé. Hôm live stream trước tôi nghĩ là nó chỉ đẩy được khoảng 50% thôi nhưng mà khả năng cái sóng này nó đẩy được x2 hơn x2 đấy. Còn em Starnet anh em ok có thể vào được, tôi mua 1.9 nữa đấy. Theo tôi những con mà lướt được là con ASEA, anh em có thể vào anh em lướt được này. ASEA nó chưa băm mấy, con EDU cũng chưa băm mấy nhưng EDU là Ryzen nó siêu nặng nặng thuyền lắm nhá, em cân nhắc. Và con Cyber thì nó băm một sóng rồi thì tôi anh em có thể bỏ qua được con Cyber này. Nhưng mà vốn hóa Cyber thì anh em nào biết chỉ tôi cũng biết vốn hóa nó bao nhiêu, 150 triệu hay là 100 triệu mỗi chỗ nó ghi một nguồn, mỗi nguồn nó ghi một vốn hóa để biết nào. Đấy, và đây là những con tôi hôm lâu tôi cũng nói rồi, máy livestream nó lag quá không bấm được. Đây là những con tôi đang ôm này còn á. Tối qua đêm qua vừa bán sai rồi, bán sai ôm sang ASEAN. ASEAN tôi thấy nó bị định giá thấp. ASEAN này nó phải so sánh con sai đúng không? Mà con sai đang 360 370 triệu đô rồi mà con ASEAN này có 200 triệu đô thôi. Mà con ASEAN này nó ít mồm lắm. Hôm qua tôi nói qua tôi vào xem dự án nó làm ăn thế nào tôi thấy nó chả đăng đéo này, trên nó chả đăng đéo. Trên Discord thì cũng lèo tèo chẳng thấy ai nói chuyện gì. Nói chung là không biết là mẹ nó thế nào nhưng mà tôi cứ ôm. Tại vì định giá thấp. Nói chung là đoạn này đánh lướt thôi, tôi đánh lướt hết nhá. Khoảng xem cái tầm này tôi chạy hết. Xem cái ngày này này. Xem cái ngày SH đến cung này tôi chạy hoặc từ giờ đến ngày đấy là tôi chạy. Không chứ không, kể cả cắt lỗ không cắt. Đấy, anh em tham khảo nhá, đây là blend ngắn hạn của tôi. Blend ngắn hạn của tôi là từ giờ đến xem cái ngày này là market sẽ đung đăng. Nghĩa là từ giờ đến cái ngày đấy nó sẽ tăng, nhưng mà sau cái ngày đấy khoảng một tuần đi. Ví dụ trên này cho dễ hiểu thì ngày 13 là ngày update đúng không, thì khoảng ngày 20 hoặc là trước đấy hoặc sau đấy nhá, cộng trừ đi một tuần, 5 ngày đến một tuần thì market nó sẽ tăng. Tối qua vừa mua thêm con ACE, với con EDU, mua thêm tăng tăng volume lên đấy, tôi tăng volume con ACE với con EDU lên. Ngày nay lại tụt mẹ rồi, hôm qua nó tăng được tí, nay lại tụt cụ rồi. Rồi ok, có để anh em cứ có câu hỏi nào anh em cứ hỏi, còn không hỏi thì tôi nhau nhá, chuẩn bị đi có việc đấy. Em có hỏi gì không? Không hỏi thì tôi nhau. Nay xem đông thế, mẹ nay livestream buổi chiều này đã out đâu đấy, ông vào muộn thì chịu thôi. Mẹ livestream này tôi quên, mẹ tôi cũng record rồi, đoạn đầu nói về cái dự án thị trường ngắn hạn sắp tới, tôi quên mẹ không đi cót vào đầu và sau tôi đi cót. Có đấy anh chốt gần hết rồi, tao đây đoạn này đoạn chốt rồi chứ anh không mua nữa đâu, từ từ đã. Nói chung là 1-2 tháng sau anh Vinh thì anh mới quay lại anh mua, anh đi xây dựng xây gọi là xây đợt này anh ao gần hết rồi, gọi là anh cũng chỉ ôm phát token là nhiều thôi, mấy con kia anh cũng vừa phải thôi, vài nghìn thôi, không mua nhiều đâu. Chủ yếu bây giờ anh không phát token nhiều về vì bọn phát token này nó sẽ ngược sóng BTC. Tôi chốt còn cái gap ở đây tôi chốt còn ít thôi, không còn nhiều đâu, tôi chốt dần. Nếu không lâu phân tích được đã lưu lấy cho anh em chốt lời, tiếp chốt lời anh em cầm thấy mà chốt lời thôi. Đã lưu lấy gần x năm lần từ anh chị, gần x 10 từ đáy rồi, anh em chốt dần thôi, giờ đừng mua nữa, mua gì nữa. Đừng phô mô mua nữa, chốt đi, chốt dần đi. Đấy cũng ngon hơn, bây giờ định giá của đã lừa đây đi. ASEA thì múc mẹ ASEA đi anh em, ASEA đang thấp. Hoặc là lướt vào lướt, mấy cái này kéo lướt nha, cũng để hâu đâu. Anh em phải lướt EDU, ASEA với cả STLK đấy. Đấy khác, con nào chưa bay thì múc một ít.
còn đám con mới, trong đám con mới có ACE chưa bay này, ACE chưa bay nhá, còn STLK này cũng ok, cũng ổn áp để lướt được. Edu thì nhược điểm là Ryzen nó siêu thì nó bị nặng tàu, anh em biết tàu Ryzen thì nó nặng như nào đấy. Với cả con Cyber, Cyber thì tốn một ít, Cyber vốn hóa 100 triệu đô thì rẻ quá, nhưng mà nó bị băm mất một lần X4 này, nên nó không biết là nó có để lại không. Con Cyber này nó không biết thế nào, nói chung là tôi hôn mấy con đấy. Còn mấy con kia thì tôi sổ số là chính thôi. Mấy con như kiểu con file này, con file này SS với kem tôi không còn nhiều. Con gì nhỉ, con file con gì nhỉ, con gì nhỉ, RBIC, con ấy tôi giảm volume rồi, RBIC tôi giảm volume rồi nhé. Con RBIC nó hệ Stuxnet, không biết Stuxnet bay thì con đấy nó bay không, nhưng mà tôi swap từ con RBIC sang Stuxnet rồi cho nó chắc, nghĩa là giảm volume con này tăng con volume con Stuxnet lên. RBIC hôm trước tôi nhắc anh em giảm volume con RBIC đi rồi, không biết, không thấy nó đẩy. Con đấy hệ Stuxnet ngon, hệ Stuxnet chắc con đấy phải lead gen hệ Stuxnet luôn, con RBIC ấy. Mẹ hôm qua vừa tăng volume con ACE con Edu nay volume mẹ cái đấy. Con này tăng cũng kinh nhỉ, con THL này anh đợt đấy mua được X5, bây giờ X10 mẹ rồi. À đâu, X mấy nhỉ Phong nhỉ? Anh mua giá bao nhiêu anh quên mẹ? 0.10 mấy không? 0.17 đúng không? Vậy thì X5. Đúng rồi Phong nhỉ? Ừ. X6. Nhớ. Ừ, lên 1 cho mấy mà. Lên 1.1 mà. Anh mua 0.16 thì à? 0.16 nhưng mà lên 0.6 anh chốt mẹ hết rồi. 0.6, 0.7 anh chốt cũ hết rồi. Con này chốt thôi, con này hình như vốn hóa to hết rồi đấy, vốn hóa mấy chục triệu đô rồi, chốt đi thôi. Con THL ấy, con RBIC này nó hệ Stuxnet anh em nhé, Stuxnet mà nó băng thì chắc con này nó băng ấy, nó băng theo ấy. Con RBIC này nó X3 rồi, X3 tôi đang ăn được X3 và tôi đang chơi con này đến vòng thứ 3, thứ 4 rồi. Con RBIC này tôi ăn được nó mấy vòng liền rồi. Đến vòng này thì tôi giảm volume nó lại. Vòng này FG tôi đang bị lõm tí, tôi đang mua 0.15. Nhưng mà tôi ăn trước đấy tôi ăn một lần X6, một lần X2 mẹ rồi. À một lần X5, một lần X2, con RBIC. Nên anh em chơi thì sổ số thôi. Anh em mua con này sổ số, nó hệ Stuxnet mà. Stuxnet nó bay thì chắc con này nó cũng ké theo. Đó thế. Tôi đoán là nếu mà rừng RBIC bay thì Stuxnet nó bay thì con RBIC nó bay theo ấy, tại vì nó cùng hệ mà, nó nằm trong hệ sinh thái của Stuxnet. Ok cho anh em không hỏi gì nữa, tôi tắt nha. Ok không? Tắt nha anh em nha.